quá nhỏ các bạn. Bê tông này đi mình lên nè. Lắc ghê. Nhỏ xíu à. Chạy cái lưng sóng quá trời. Nè, cái vỏ nhỏ đang chạy rất là nhanh. Này đi giăng lưới gặp những người sống quá sống. Cái xuồng nhỏ xíu mà đặt cái máy Honda phía trong nha, chứ không có đặt ngoài nha. Chạy bị sống nó đẩy hỏng chiếc dịch, hỏng chiếc dịch tắt máy luôn rồi, từ máy luôn rồi. Trời luôn rồi. Bánh lưới cá nhỏ nhỏ các bạn, dòng ở mé đảo.
quá nhỏ, mấy cái xuồng rất là nhỏ. Sóng quánh chạc chạc. Ghê chặt. Chiếc này chạy cũng ghê lắm nè. Này nó cũng nhỏ xíu à. Vỏ này đang quấn lưới nha mà quấn lưới bé, mình tắt máy bơi quấn lưới sống quá sống. Vỏ nhỏ này bớt sống dám đi chơi trời, sống lớn kiếm chỗ núp. Quấn lưới gạn sát máy bờ chúng ta đói với cá cả... chủ yếu quấn cá đói cá chốt rồi mà. Cái ghè cá nâu anh chạy ra, anh em bổ lưới xong anh chạy ra qua sóng. Tại vì giống về câu nữa mà. Chắc quá thả câu cũng câu quấn lưới
của cầu xong chạy dài nha các bạn. Chắc chiều tối hoặc là sáng mai mới đi thăm. Thường thường để qua đêm nha các bạn. Cầu xong. Sóng to, đi mấy chiếc này đi quánh cầu rất là nguy hiểm. Chiều quánh lưới vô